Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta trong video này chúng ta sẽ tiếp tục với các bài tập của Unit 2, phần B Unit 2 này các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 8 rồi. Thế thì trong bài tập số 8 này người ta yêu cầu mình làm gì các bạn? Bài tập số 8 này người ta yêu cầu, bài này cũng tương đối không phải dễ các bạn nhé. Đây là một cái bài khó, nó tương tự như cái bài tập mà điền giấy từ hồi nãy á, bài tập số 6 đó. Thì bài số 6 điền giấy từ đó. Đúng rồi, thì bài tập số 8 này cũng là một bài khó, chứ nó không phải dễ. Bởi vì cái việc viết văn của tiếng Anh chúng ta đôi lúc có nhiều bạn cũng còn hạn chế. Cho nên là đây là cái cơ hội để chúng ta tập viết tiếng Anh cho đúng các bạn nha. Cái dạng bài tập này là nó rèn luyện kỹ năng viết của chúng ta rất là nhiều. Thế này, bài tập này yêu cầu gì? Sắp xếp lại những chữ để tạo nên một câu đúng. Đó, người ta cho các cái chữ lẫn lộn này. Đó, và việc của chúng ta là sắp xếp lại cho đúng một câu. Và câu đầu tiên đã được hoàn thành rồi. Chúng ta đã được hoàn thành câu đầu tiên. Đây, những cái chữ này người ta đã để lẫn lộn. Việc của chúng ta là sắp xếp. Các bạn xem người ta sắp xếp này. At the moment, I have to study hard. Là gì? Lúc này, tôi phải học hành chăm chỉ. Các bạn phải xác định một điều thế này. Khi người ta cho mình những chữ lẫn lộn thế này á, là đầu tiên các bạn chưa vội viết đâu. Mà đầu tiên các bạn phải đoán được cái ý đồ của người ta, ý định của họ muốn mình viết cái gì. Đó mới là cái quan trọng. Khi các bạn đoán được rồi thì từ đó các bạn sẽ có kiến thức, các bạn sắp đặt vị trí các chữ nó đúng. Chứ không, chứ đừng có vội vô các bạn viết, biết gì đâu mà chúng ta viết được, đầu tiên được, đúng các bạn. Mình đâu biết cái câu đó nghĩa là gì mà mình viết. Mà buộc mình phải đoán nghĩa nó cái đã, đoán nghĩa của người ta viết cái đã. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu giúp các bạn đi giải quyết từ câu B đến câu E luôn, 4 câu còn lại. Thế thì như mọi khi, trước khi vào giúp các bạn giải quyết phần này thì mong các bạn bỏ thời gian nhấn đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Rồi, bây giờ các bạn xem cái câu B này. Cái câu B này á, trước khi các bạn làm á, thì các bạn đoán được người ta muốn mình viết cái gì. Có phải là câu này á, mình nhìn lướt qua các chữ này, mình đoán được rằng là tối nay tôi sẽ ở lại phòng ngủ của tôi, giường ngủ của tôi á, và đọc một vài cuốn sách. Đó, các bạn nhìn lướt qua đi, đâu có gì đâu. Đây, các bạn nhìn thấy này, giường ngủ này, đó, của tôi này, đó các bạn thấy chưa? Tối nay này, ở lại này, và sách này, đọc này. Như vậy là các bạn đã có đầy đủ các thành phần rồi. Dạng câu này nó giống như người ta đã cho mình cát, xi măng, đá, sỏi rồi, là mình cái việc là xây lại thôi, tạo thành một cái ngôi nhà thôi. Đó, các bạn hình dung được chưa? Vậy thì mình phải kết hợp mấy cái đó lại. À, cái nào có trộn trước, cái nào vào trước, cái nào vào sau, cái nào đưa lên trên, cái nào đưa xuống dưới là việc của chúng ta. Giống như chúng ta là có những cái món thành phần để tạo nên món ăn đó. Có đầy đủ mắm muối rồi, có đầy đủ là rau củ quả thịt thà rồi, là các bạn chế biến thành cái món của mình. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy các bạn nhìn vô đây là các bạn biết được là người ta muốn viết cái câu là tối nay tôi sẽ này, sẽ ở lại, nằm lại trong giường ngủ của tôi và đọc một vài cuốn sách. Có chữ và này các bạn thấy chưa? Đó, như vậy là thành một câu có nghĩa liền. Đó, vậy thì các bạn viết vào tối nay sao? Tonight. Tonight trước tiên. Đó, tối nay này. Tonight. Đó. Rồi, tôi phải nhá, tôi sẽ đâu, will, tôi sẽ ở trên giường ngủ, tôi stay in my bed, đó, and read some đâu, rồi read some books, rồi viết chữ books, rồi books, đó. Có S nha các bạn nha, có số nhiều mà, đây số nhiều này, nó có S đó. Rồi, như vậy ta đã tạo nên một câu đầy đủ và có nghĩa rồi các bạn. Tối nay tôi sẽ ở lại trong giường của tôi, nằm lại trên giường tôi và đọc một vài cuốn sách. Có thiếu chữ nào đâu, các bạn nhìn đấy, đó, không thiếu chữ nào hết. Đó, mà nhớ những cái kiểu này á, có một vài đề á, có một vài dạng. Người ta cho phép mình là thêm vào và thay đổi hình dáng của từ cũng không sao. Có một vài cái đề người ta yêu cầu như vậy, nhưng trong này thì người ta không nói, thì việc của chúng ta cứ giữ nguyên các cái chữ đó mà chúng ta xếp đặt lại thôi, không được được thêm nữa. Các bạn thấy không? Rồi, như vậy là câu B này các bạn thấy rất hay chưa? Rồi, đó là câu B. Bây giờ câu C này các bạn. Các bạn xem câu C mình đoán nghĩa được không?
Các bạn có thể suy nghĩ vài giây, các bạn đón nghĩa cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ giúp các bạn đón nghĩa này. Tôi không phải làm việc vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Đúng không? Tôi không phải làm việc vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Nhưng không phải hôm nay. Đó, các bạn thấy chưa? Có thêm từ nhưng nè. Đó, và ngày hôm nay nè. Tôi không phải làm việc vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Nhưng không phải hôm nay. Đó. Rồi, tôi không phải. I. Tôi không phải là gì? I don't. Đó. I don't have to work. Đó. I nè. I nè. Rồi, đợi tí nữa mình nói cho các bạn luôn. On Saturday. Đó, đang cho Saturday nè các bạn nè. And Sunday. But not today. Ghi today ra. Đó. Đây, các bạn nhìn thấy đây. I đây. Don't. Đây, don't là do not này các bạn này. Đó, I này, do not này. Các bạn thấy chưa? Là don't này, don't viết tắt của do not đó. Rồi, have, to, work, on, Saturday, and, Sunday, but day, not day. Not, ủa? Xin lỗi các bạn. À, không phải, tôi phải chứ các bạn. Xin lỗi các bạn nha. Ồ, như vậy là thầy đoán sai rồi. Chỗ này không phải phủ định mà là phải khẳng định luôn, bởi vì có một cái chữ not thôi. Xin lỗi các bạn nha. Là tôi phải làm việc vào thứ bảy và chủ nhật nhưng không phải hôm nay. Đó, not đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, but not today. Rồi, xin lỗi các bạn nha. Vậy thì câu này á thì mặc dù thầy quên, thầy nhìn lướt qua thầy tưởng đó là hai chữ not, nhưng thực ra có một chữ not thôi. Cho nên khi nếu là một chữ not thì chỗ này là bỏ đông đây. Đó, tôi phải làm việc vào thứ bảy và chủ nhật nhưng không phải hôm nay. Ok, rất đúng các bạn ha. Rồi, cũng đầy đủ các chữ luôn. Có chữ not đây rồi. Ok, nhớ các bạn nha, nhớ bỏ đông đây nha, don't. Rồi, đó là câu C. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu D. Câu D các bạn xem đón nghĩa thế nào. Vài giây, các bạn đón nghĩa vài giây cho mình. Rồi, các bạn đón được không? Đó, có I will này, các bạn thấy chưa? Rồi, vậy thì câu này mình giúp các bạn đón nghĩa thế này. Vào buổi sáng ngày mai, tôi sẽ đi mua sắm ở trung tâm thành phố với những người anh em họ của tôi. Ok, mình viết ra các bạn thì các bạn sẽ thấy không thiếu chữ nào này. Vào buổi sáng ngày mai, đây buổi sáng ngày mai đây. Tomorrow morning, đó, cho... Bây giờ mình viết ra các bạn nhé, viết số luôn nha. Đây, số 1, số 2. Đó, là cái chữ này đầu tiên này, chữ này số 2 này. Nha, các bạn nhớ cho mình nha. I will là số 3 này. Đó, là chữ tiếp theo đó. Các bạn hình dung được cái gì, đúng không nào? Rồi, I will là I will á, là chữ số 3. Rồi, go, chữ số 4, go. Là số 4 này. Đó, rồi. Shopping, go shopping là số 5, shopping là số 5. Đó. With, đúng không nào? In chứ? Rồi, in là số 6. Đó. The là số 7. The gì các bạn? In the city center. City là số 8. Center số 9. Và số 10 là with số 10. Số 11 là my. Và số 12 là cousin này á, là cousins là những người anh em họ đó. 12. Đó. Bạn thấy chưa? Đó, vậy thôi. Vậy thì chúng ta đã có một câu đầy đủ nào. Đây, mình sẽ đọc lại câu đầy đủ cho các bạn này, các bạn viết ra nhá. Tomorrow morning I go shopping in the city center with my cousins. Đó, các bạn thấy chưa? Đầy đủ các chữ luôn. Các bạn cứ thế mà viết ra. Đó là vào buổi sáng ngày mai tôi sẽ đi mua sắm ở trung tâm thành phố với những người anh em họ của tôi.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang câu cuối cùng. Mình xin lỗi các bạn bởi vì mình lười viết ra chỗ này, bởi vì cái dòng này nó nhỏ quá, nó ngắn quá cho nên thầy viết ra cứ nó thiếu à. Cho nên các bạn hết sức thông cảm nha, các bạn viết ra cho mình nha. Rồi, câu E, câu cuối cùng, mình đoán nghĩa luôn các bạn. Các bạn đoán nghĩa nào? Rồi, mình giúp các bạn này. Chị của tôi và tôi sẽ đi thăm, làm sao? Đi thăm ông bà của chúng tôi ở Vũng Tàu, vào ngày 2 tháng 6. Các bạn thấy chưa? Rất dễ đúng không nào? Rồi, chị của tôi và tôi, chị của tôi đâu? My là số 1, sister là số 2, my sister, and là số 3, and đâu? Đây số 3. Và tôi là số 4 là ai nè? Rồi, my sister will là tiếp tục là số 5. Will đâu? Số 5 này. Will visit số 6, thăm. Out là số 7. Out đâu? Số 7, số 8, grandparents, số 8. Out, our grandparents là gì? Ông bà của chúng tôi. Rồi, số 8 là grandparents. Số 9 là gì? Số 9 là in Vũng Tàu đấy. Số 10 là Vũng Tàu. Đó, các bạn thấy chưa? Số 9 là in, số 10 là Vũng Tàu. On là số 11. Vào ngày mà. Vào ngày 2 tháng 6 là 12. Đó, các bạn thấy chưa? Rất chặt chẽ đúng không nào? Đó. À, xin lỗi, tháng 6 trước chứ. Này, viết tháng 6 trước. Tháng 6 trước. Đây, đây. Đó, tháng 6 trước. On là 12 tháng 6. On, đúng rồi. Xin lỗi các bạn. Tháng 6 đây, 12 đúng rồi. Người ta viết lời liền với nhau cho mình rồi. Đó, vẫn giữ số 12 các bạn nha. Vị trí số 12 đó. Cái chữ này trước, chữ này sau. Rồi, như vậy là các bạn đã hiểu được câu này đúng không nào? Chúng tôi, vân chị của tôi và tôi sẽ đi thăm ông bà của tôi, của chúng tôi và ở Vũng Tàu vào ngày 12 tháng 6. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc cái bài tập số 8. Rất là hay đúng không các bạn? Cái phần luyện viết này. Rồi, hy vọng các bạn thích video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo ở bài tập số 9.